Việt Nam, một đất nước tinh tế với đa dạng văn hóa và vẻ đẹp tự nhiên, luôn khiến cho anh em Đông Nam Á không ngừng kinh ngạc và thán phục. Trong tâm trí của họ, hình ảnh về Việt Nam không chỉ là những bức tranh hùng vĩ của những dãy núi non hay những bãi biển dịu dàng, mà còn là sự hòa quyện của truyền thống và hiện đại, nét đẹp độc đáo mà họ nghĩ không thể tìm thấy ở đâu khác. Việt Nam không chỉ là đất nước của những bất ngờ về cảnh đẹp tự nhiên và di sản văn hóa, mà còn là nơi gặp gỡ những trải nghiệm độc đáo, cảm nhận sâu sắc về sự đa dạng và sức sống của cộng đồng Đông Nam Á. Những suy nghĩ tích cực này khiến cho Việt Nam trở thành một điểm đến không thể không để lại dấu ấn đặc biệt trong trái tim của anh em Đông Nam Á. Hãy cùng admin khám phá những ấn tượng khác nhau mà anh em Đông Nam Á có về Việt Nam nhé! Việt Nam, những góc nhìn. Người Thái đây. Tùy thuộc vào nhân khẩu học, người Thái sẽ có quan điểm, nhận thức khác nhau. Đối với thế hệ lớn tuổi hơn, người Thái có thể coi người Việt Nam là những nước láng giềng bị nội chiến tàn phá. Đối với thế hệ trẻ, họ có thể coi Việt Nam là đối thủ kinh tế đang phát triển. Đối với những người cuồng bóng đá, người Thái có thể coi Việt Nam là đối thủ khốc liệt để giành quyền thống trị trong khu vực. Có thể tôi trông không giống, nhưng tôi là người Xiêm, Thái Lan. Tôi thực sự không nói chuyện với người Việt nhiều, mặc dù tôi đang làm việc với các trường đại học ở Việt Nam. Phần lớn tôi cảm thấy họ chỉ là con người, có rất nhiều kẻ khốn nạn muốn lừa dối bạn bất cứ lúc nào. Và những người có tấm lòng vàng cố gắng hết sức để đảm bảo rằng bạn được đối xử công bằng và bình đẳng, thoải mái nhất có thể. Ít nhất thì tôi không cảm thấy họ quá khác biệt với những người Thái bình thường mà tôi đã từng tiếp xúc trước đây. Một điều tôi thấy lạ ở họ là văn hóa chơi game mang tính cạnh tranh. Một trong những PM, giám đốc dự án, giám đốc văn phòng và nhân viên công nghệ thông tin duy nhất mà chúng tôi có sẽ gặp nhau hàng đêm trong phiên chơi trò chơi cạnh tranh kéo dài trên thiết bị di động của họ. Là một game thủ lâu năm, điều này thực sự là một cú sốc đối với tôi. Người Philippines đây. Việt Nam là một đất nước đáng chú ý. Đây là những suy nghĩ của tôi. Những con người kiên cường. Hãy tưởng tượng, dưới sự thống trị của vô số ngoại bang, trong ít nhất 1.000 năm từ Trung Quốc, Pháp và Mỹ, mà vẫn nổi lên với một nền văn hóa và bản sắc dân tộc nguyên vẹn. Một cường quốc khu vực trong tương lai. Nhiều công ty phương Tây bắt đầu đầu tư mạnh vào Việt Nam, đặc biệt là khi cả thế giới đã chấm dứt dịch bệnh COVID-19. Điều đó nói lên rằng tôi kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ được cải thiện trong những năm tới. Việt Nam là địa điểm du lịch bị đánh giá thấp. Hiện nay, Thái Lan vẫn là điểm đến du lịch hàng đầu ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, Việt Nam đang dần mở cửa với người nước ngoài, đây là một điều tuyệt vời đối với nền kinh tế nước này. Họ có những món ăn ngon nhất ở châu Á. Nói thế là đủ rồi. Malaysia đây. Ý kiến của tôi có thể không được chia sẻ với những người đồng hương của tôi, nhưng tôi chắc rằng nhiều người trong số họ có thể đồng ý với điều này. Người Malaysia nhìn chung có quan điểm thân thiện với Việt Nam. Chúng tôi coi họ là thành viên của ASEAN và chia sẻ yêu sách biển ở Biển Đông mà cả hai bên đã đồng ý giải quyết mà không gây hấn. Chúng tôi cũng coi Việt Nam là một quốc gia mới nổi và nền kinh tế phát triển nhanh chóng của nước này được đánh giá rất cao. Bởi vì khu vực của chúng ta càng thịnh vượng thì càng tốt cho tất cả chúng ta. Người Chăm có mối quan hệ chặt chẽ với người Mã Lai, đặc biệt là với Kelantan. Và trong cuộc xâm lược Champa vào những năm 1700 và chiến tranh Việt Nam, nhiều người đã trốn sang Malaysia và tự do hòa nhập vào xã hội. Chúng tôi yêu mua sắm tại thành phố Hồ Chí Minh. Bạn sẽ thấy hàng loạt các quý cô đội khăn trùm đầu đầy màu sắc đang tham gia trò chơi săn tìm quần áo và nguyên liệu. Nhiều người Malaysia ngạc nhiên trước sự thành thạo tiếng Malaysia của người bán hàng ở chợ Bến Thành. Chúng tôi có thể tìm thấy rất nhiều thứ được tiếp thị cho chúng tôi, thậm chí có những thợ may trang phục cho chúng tôi một cách khéo léo với chi phí chỉ bằng một nửa. Chúng tôi cảm thấy rất được hoan nghênh ở đó. Người Việt nhìn chung thân thiện và ăn nói nhẹ nhàng khi nói chuyện với chúng tôi, một đặc điểm được đánh giá cao ở đây. Giao thông thật kinh khủng. Chúng tôi không quen nhìn thấy những chiếc xe tay ga băng qua một cách thờ ơ mà không quan tâm đến vạch kẻ làn đường, nếu có, trên đường, và việc băng qua đường là một vấn đề rất lớn về lòng tin. Món ăn Việt Nam thực sự rất ngon. Người Việt trông rất giống người Trung Quốc, nhưng không một người bạn Việt Nam nào của tôi coi đó là một lời khen. Họ có vẻ không thích người Trung Quốc đại lục. Trải nghiệm cá nhân của tôi khi nhìn thấy biểu tượng búa liềm quanh Sài Gòn là hơi ớn lạnh, nhưng có thể hiểu được.
Tôi thấy thật tuyệt vời khi Hà Nội lạnh giá trong những tháng mùa đông. Thật khó để phủ nhận sự thật rằng một quốc gia Đông Nam Á thực sự có mùa đông. Hai vùng khí hậu ở một quốc gia thật ấn tượng. Nói chung là Việt Nam rất tuyệt. Mùa đông khá mát, nếu bạn từ miền Trung đến miền Bắc Việt Nam bạn sẽ biết cái mát đó, ngay cả ở Đà Nẵng trong mùa đông. Nhiệt độ có thể xuống 16 độ trong một số năm, đôi khi nó có thể xuống thấp hơn nhưng khá hiếm. Hầu hết nhiệt độ giảm xuống 17 hay 18 độ. Lên phía Bắc, nhiệt độ có thể xuống 0 độ hoặc thấp hơn và có tuyết, giống như ngọn núi gần Hà Nội đã từng có tuyết. Và ở vùng núi phía Bắc, cứ vài năm bạn sẽ thấy tuyết, đôi khi tuyết rơi dày nhìn khá thú vị. Người Việt rất thông minh. Khách hàng của tôi có lần đã giới thiệu cho tôi một nhóm chàng trai Việt Nam làm việc rất chăm chỉ mà anh ấy đã tuyển vào làm việc tại xưởng gốm của anh ấy ở Ipoh. Vào thời điểm đó, anh ấy đã xuất khẩu khoảng 20 container chậu hoa đi khắp châu Âu và châu Mỹ trong một tháng. Họ đã làm việc với anh ấy trong 5 năm và thực sự học hỏi, giúp đỡ anh ấy trong mọi việc. Từ việc sử dụng máy chuẩn bị đất sét mới nhất đến làm chậu, trang trí, nung cho đến các phương pháp đóng gói tốt nhất. Làm việc chăm chỉ hơn con trai và cháu trai của anh ấy. Họ cho biết, sau năm thứ 5, cha họ yêu cầu họ quay lại giúp đỡ việc làm đồ gốm của mình. Trước khi họ rời đi, anh ấy thấy một người chú của họ đã đi khắp Ipoh để mua những chiếc máy ép nồi tốt nhất, giống như những gì anh ấy đang sử dụng. Vài năm sau, anh gặp một trong những chàng trai lớn tuổi nhất tại một triển lãm vườn ở châu Âu. Anh được mời đến thăm nhà họ ở Việt Nam nên anh ấy đã đi. Từ căn lều nhỏ trên cánh đồng, nó đã mở rộng thành một nhà máy khổng lồ rộng vài mẫu anh, có lẽ gấp 3 diện tích của anh ấy. Họ đã xuất khẩu sang châu Âu và Mỹ. Đó là một trong những lý do khiến đồ gốm Malaysia đi từ thời kỳ bùng nổ đến phá sản. Một vài kẻ bất lương thực hiện hoạt động xuất khẩu không tốt cho khách hàng và nhà cung cấp của họ. Thực tế là họ nhận được sự bảo vệ nào đó từ các chính trị gia, đáng lẽ không nên được tha thứ. Người Việt rất thông minh. Nếu chính phủ Malaysia của chúng ta tự mãn về việc phát triển nguồn nhân lực, thì ngành găng tay cũng sẽ đi theo hướng đó. Sự ổn định của chính trị Malaysia là quan trọng. Việc xử lý các chủng tộc và tôn giáo như thế nào là quan trọng. Và chúng ta cần có chính sách và luật xuất khẩu tốt. Chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều về Indonesia và Philippines, cơ sở hạ tầng và chính trị của họ, dường như là những gì chúng ta đang hướng tới. Thái Lan đang chuyển động và là một đối thủ mà chúng ta biết và nhận thức được. Còn Việt Nam là con ngựa ô với những nhân tố bứt phá khó thể đoán trước. Và Trung Quốc là một con rồng. Người Indonesia đây. Từ góc nhìn Indonesia của tôi thấy Việt Nam như thế này. Một quốc gia mới nổi lớn như Indonesia, với rất nhiều xe máy lấp đầy các con đường ở các thành phố lớn và nền kinh tế đang phát triển. Một tương lai đầy hứa hẹn phía trước và là thỏi nam châm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Họ ăn gạo, có giá trị tiền tệ thấp so với đồng đô la. Nói ngắn gọn, Việt Nam giống như Indonesia, với quy mô nhỏ hơn. Người Việt trông giống người Trung Quốc. Mặc dù tôi biết một số người bạn Việt Nam của tôi không thích bị coi là người Trung Quốc, nhưng khuôn mặt của họ trông rất giống. Theo những gì tôi được biết, trên đất của họ có rất nhiều bom, những quả bom được Mỹ triển khai cách đây hàng chục năm, khiến tôi tự hỏi tại sao những người đó có thể đi bộ trên đường và vô tình dẫm phải một quả bom ở đó. Và bùm! Hãng hàng không quốc gia của họ không tệ đến thế. Mọi người thích chở những đồ vật lớn bằng xe máy. Nhu cầu vận chuyển trước đây của họ là mọi thứ, tất cả những thứ bạn thậm chí không thể tưởng tượng được. Tôi đã nghe một số câu chuyện rằng, người Việt Nam mang theo những đồ vật lớn như tủ lạnh, một con bò và những đồ vật lớn khác trên chiếc xe máy. Đối với tôi thật là điên rồ, tại sao một chiếc xe máy lại có thể chở được những thứ đó và làm sao người lái lại có thể giữ được thăng bằng? Bạn có một cái nhìn hài hước về đất nước của tôi thích điều đó. Đó thực sự là một con bò ư, người đó xứng đáng nhận được giải thưởng. Đó là sự thật buồn cười. Và tôi cảm nhận được tình yêu trong lời nói của bạn, sự tôn trọng từ Việt Nam. Cho bạn biết nhé, không có bom ở các thành phố lớn đâu. Những quả mìn đó có lẽ nằm ở miền Trung hoặc đã được chính phủ Việt Nam xử lý. Nhưng rừng rậm có lẽ vẫn còn một ít. Một người Indonesia khác ở đây. Tôi không biết nhiều về Việt Nam, nhưng tôi đã nghe được một vài điều về Việt Nam. Việt Nam có rất nhiều người thông minh. Có tin đồn,
ở chỗ tôi rằng Indonesia sẽ thuê giảng viên đại học Việt Nam để giảm bớt văn hóa thoải mái trong môi trường học tập của chúng tôi. Người Việt Nam điều khiển xe máy rất điêu luyện. Tôi nghe một người Indonesia khác đến Việt Nam cách đây vài năm nói rằng kỹ năng lái xe máy của người Indonesia không thể sánh được với người Việt Nam, ha ha ha. Dù đường đông đúc, nhưng người dân vẫn chấp hành luật lệ giao thông. Điều đơn giản nhất, mọi người băng qua ở ngã tư có vạch chỉ đường. Trong khi đó, ở Indonesia, người ta không đi đúng vạch phân cách. Bạn sẽ không muốn học theo phong cách Việt đâu. Áp lực giống như phong cách học của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản hay còn gọi là kiểu học của Đông Á. Việt Nam sẽ dễ hơn một chút so với Hàn Quốc, Trung Quốc nhưng thực sự không chênh lệch nhiều lắm. Chúng tôi có những tay đua lành nghề vì họ được huấn luyện hàng ngày trong một môi trường hỗn loạn, trong đó những tay đua khác không biết từ đâu xuất hiện trên đường. Vâng, Jakarta cũng vậy. Nếu bạn từng nghe từ đâu đó trên Internet hoặc từ những người đã từng đến đó, thì giao thông ở Jakarta rất tệ, kiểu như kẹt xe khắp nơi, tôi đến từ Bali. Giao thông ở Bali không tệ như Jakarta, nhưng vẫn chưa sánh bằng người Việt, ha ha ha. Việt Nam, những góc nhìn.